Trong lúc cả thế giới đang mừng rơi nước mắt khi nhóm cầu thủ và huấn luyện viên đội bóng lợn rừng của Thái Lan được giải cứu an toàn khỏi hang tham luồng, thì bác sĩ người Australia Richard Harris vẫn cùng 3 thành viên biệt đội SEAL ở trong hang. Họ ra ngoài vài tiếng sau đó và là những người cuối cùng rời khỏi hang để đảm bảo cuộc giải cứu kết thúc một cách trọn vẹn. Richard Harris, 53 tuổi, đã có 30 năm kinh nghiệm lặn. Trong vụ giải cứu thành viên đội bóng nhí Thái Lan lần này, ông được đánh giá là người có vai trò chủ chốt. Áp lực của nhiệm vụ đặt lên đôi vai anh ấy là vô cùng to lớn. Đối với cá nhân tôi, Richard Harris là một trong những bác sĩ tài năng nhất, đồng thời là thợ lặn giàu kinh nghiệm nhất. Vai trò của anh đã được chính quyền Thái Lan ghi nhận. Tuy nhiên, niềm vui khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kéo dài chẳng được bao lâu khi sáng 11 tháng 7, Trung tâm Y tế Mesta thông báo tin buồn bố của bác sĩ Harris đã qua đời chỉ ít phút sau khi toàn bộ đội bóng và huấn luyện viên được giải cứu. Bác sĩ Richard Harris sẽ quay trở về nhà sớm nhất để ở bên cạnh gia đình trong giai đoạn khó khăn này. Richard Harris là một trong 20 thợ lặn đã giúp 5 thành viên cuối cùng của đội bóng ra khỏi hang tham luồng vào tối 10 tháng 7. Được biết, đội cứu hộ Australia đã phải ở trong hang 75 tiếng đồng hồ cùng 10 tấn thiết bị hỗ trợ.